Chào mừng quý anh chị và các bạn trong và ngoài nước. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý anh chị và các bạn cùng gia đình. Nội dung hôm nay em muốn chia sẻ đến quý anh chị và các bạn là em muốn lật tẩy em Đinh Lan này. Thật ra cái vấn đề của em Đinh Lan em không muốn nói đâu quý anh chị và các bạn. Nhưng ngày nào Đinh Lan cũng lên trên tab cộng đồng, cũng đăng những cái thông tin mà bất lợi cho CEO Nguyễn Phương Hằng, hoặc là những cái thông tin mà bất lợi cho các anh em YouTube ủng hộ CEO Nguyễn Phương Hằng. Hôm nay em làm cái clip này để lật tẩy Đinh Lan. Thật ra Đinh Lan đang vào cái chiến dịch tẩy trắng đó quý anh chị và các bạn. Hôm qua thì Đinh Lan đã tẩy trắng về cái vấn đề là có mối quan hệ với ông tướng hoặc là làm con nuôi với bà má Năm. Coi như là tẩy trắng về vấn đề mối quan hệ đó quý anh chị và các bạn. Và hôm nay Đinh Lan bắt đầu tẩy trắng về vấn đề là tiền, về vấn đề là những người yêu và về vấn đề là những cái vườn làm ở trên Đắk Lắk rồi quý anh chị và các bạn. Thì tí xíu đi vào nội dung thì mình bắt đầu phân tích Đinh Lan đang tẩy trắng, đang bỏ đi những cái đó. Và Đinh Lan muốn nói là Đinh Lan làm cái việc khác. Rồi, bắt đầu mình chia sẻ nha quý anh chị và các bạn. Đây là cái tin mà đăng trên tab cộng đồng của Đinh Lan vào lúc 6 giờ chiều ngày 22 tháng 4 năm 2023 nha quý anh chị và các bạn. Và bây giờ em sẽ đọc cái tin này và phân tích để quý anh chị và các bạn thấy Đinh Lan đang bắt đầu vào cái chiến dịch tẩy trắng như thế nào nha. Rồi, cảm ơn người trả nợ. Không biết 100 triệu này có xài được đến 30 tháng 6 2023 không nữa. Đủ thứ tiền phải chi mà cứ phải cố thủ trong nhà chờ công lý đây. Thì cái câu này á là Đinh Lan nói là Đinh Lan nhận được một số tiền là 100 triệu của một người nào đó trả nợ cho Đinh Lan. Và Đinh Lan không biết là 100 triệu này có xài được đến 30 tháng 6 năm 2023 không nữa. Là còn khoảng 70 ngày nữa đó quý anh chị và các bạn. Đinh Lan nói là đủ thứ tiền mà cứ cố thủ trong nhà thì không biết đủ xài hay không. Vậy thì quý anh chị và các bạn cũng biết là Đinh Lan đang ở trong nhà suốt hơn 2 năm qua. Vậy thì Đinh Lan xài tiền ở đâu quý anh chị và các bạn? Tiền ở đâu Đinh Lan xài? Có phải chăng tiền của Đinh Lan để dành tiết kiệm với một số tiền lớn mà để xài hơn 2 năm qua không quý anh chị và các bạn? Đây là 100 triệu mà Đinh Lan nói là trong vòng 70 ngày xài không biết đủ hay không. Thì mình tính sơ sơ một tháng Đinh Lan xài khoảng 40 triệu á quý anh chị và các bạn. Mà hơn 2 năm qua thì Đinh Lan đã xài hơn 1 tỷ. Vậy thì Đinh Lan có được khoảng hơn 1 tỷ để dành để xài suốt hơn 2 năm qua hay không? Hay là Đinh Lan xài một số tiền nào đó của ai? Thì ở đây mình đặt ra một cái câu hỏi cho Đinh Lan vậy thôi. Chứ mình không du khống, không bịa đặt cho Đinh Lan là có nhận tiền của ai hay không hay nha quý anh chị và các bạn. Mình chỉ đặt cho Đinh Lan một câu hỏi là hơn 2 năm qua với số tiền hơn 1 tỷ đồng Đinh Lan lấy ở đâu ra để xài nha quý anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta đọc tiếp. Ở trong nhà giờ Đinh Lan còn bận hơn lúc ở ngoài. Sáng dậy tập thể dục, ăn sáng rồi lao đầu học tập, nghiên cứu sách luật và nghiên cứu dược liệu để đến tháng hè làm về trang YouTube nông nghiệp. 22 giờ 30 phút tắt chuông điện thoại đi ngủ. Ở lì trong nhà năm này qua năm khác cũng chẳng sao, vì niềm vui của tôi là học tập nghiên cứu tài liệu. Công việc này sắp hoàn thành, khi hai vụ án của tôi được hoàn thành, nốt là xong. Tháng 12 năm 2022 định về Lào, nay dời đến tháng 12 năm 2023. Thì trong cái đoạn này, Đinh Lan nói là mỗi ngày Đinh Lan tập thể dục, nghiên cứu, đọc sách dược liệu và chuẩn bị làm trang YouTube về nông nghiệp. 22 giờ 30 phút tắt chuông điện thoại đi ngủ. Thì ở toàn bộ ở trong đây, mình không thấy Đinh Lan nói về vấn đề là kinh doanh, bán rượu hay là bán bất kỳ một cái gì khác. Thì thật sự ở đây Đinh Lan không có làm ra tiền trong khoảng thời gian này nha quý chị và các bạn. Nếu như Đinh Lan mà có làm ra tiền là Đinh Lan nói rồi. Còn ở đây là Đinh Lan nói là Đinh Lan chỉ có tập thể dục, rồi đọc sách, nghiên cứu, học tập, chuẩn bị làm trang YouTube và tháng 12 năm 2023 về Lào. Vậy thì suốt 2 năm qua không có kinh doanh, không có thu nhập, vậy thì Đinh Lan sống bằng cái gì?
Và khoảng thời gian qua, Đinh Lan hay nói là lên Đắk Lắk mở trang trại trồng cây dược liệu gì rất lớn ở trên đó. Vậy thì bây giờ đi về Lào rồi bỏ những trang trại này đi đâu? Đúng không quý chị và các bạn? À, quý chị và các bạn cũng biết là Đinh Lan nói rất là nhiều thứ. À, là công ty, là trồng dược liệu, những cái khu mà trồng dược liệu lớn ở trên Đắk Lắk. À, lâu lâu cái là đi lên thăm cái vườn dược liệu đó. Mà bây giờ nó là về Lào, sinh sống ở Lào luôn. Vậy thì cái vườn dược liệu này là có thật hay không? Mình cũng không biết là có thật hay không. Chỉ có Đinh Lan mới biết là có thật hay không nha quý chị và các bạn. Đó. Mình chỉ biết là như thế thôi. Rồi, chúng ta đọc tiếp quý chị và các bạn. Nhớ những năm 2011 đến 2014, Đinh Lan ở Viên Chăn, Lào cũng vậy. Ở nước ngoài gặp được người Việt thì mừng lắm. Cô ấy là tiếp viên mặt đất của Vietnam Airlines qua du lịch, nên Đinh Lan dẫn cô ấy đi viếng chùa mẹ Xì Mương ngay. Giờ mau kết thúc vụ án Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan trở về Lào sinh sống cùng anh người yêu 12 năm yên bình nhất. Đó, ở đây là Đinh Lan đang muốn tẩy trắng về cái vấn đề là người yêu nha quý chị và các bạn. Cái đoạn này nói về cái cô tiếp viên thì cũng chẳng dính dáng gì cả, nhưng mà có một cái câu là giờ mau kết thúc vụ án Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan trở về Lào sinh sống cùng anh người yêu 12 năm là yên bình nhất. Vậy thì lúc trước tới giờ Đinh Lan hay nói là có người yêu ở Canada, chuẩn bị đám cưới với người yêu ở Canada, rồi có người yêu ở Mỹ, chuẩn bị đám cưới với người yêu ở Mỹ. Thì không biết là những người đó bây giờ ở đâu. Có phải là qua đợt dịch Covid rồi là những người yêu đó chia tay hay không? Mà bây giờ thì chuẩn bị là về Lào sinh sống với người yêu ở Lào. Đã yêu nhau 12 năm, là yên bình nhất. Đó. Mình đọc lại câu này để mình thấy rõ thử coi có phải là người yêu đang ở Lào hay không nha quý anh chị và các bạn. Giờ mau kết thúc vụ án Nguyễn Phương Hằng, Đinh Lan trở về Lào sinh sống cùng anh người yêu 12 năm là yên bình nhất. Thì ở đây cái mốc mà 2011 tới 2014 là Đinh Lan ở Lào. Có thể là cái người yêu này đang ở Lào, đúng không quý anh chị và các bạn? 2014 về lại Việt Nam. Và bây giờ là 2023 thì coi như là 10 năm. 2014 tới 2023 là 10 năm. Mà bây giờ cái người yêu này là 12 năm. Vậy thì người yêu này Đinh Lan yêu lúc 2012 ở Lào. Đúng không quý anh chị và các bạn? Vậy thì cái ông người yêu này là ông ở Lào 12 năm rồi. Chứ không phải ông người yêu này là ở Canada hay không phải ở Mỹ nha quý anh chị và các bạn. Mà ông người yêu này ở Lào. Đúng không Đinh Lan? Đó. Chúng ta chốt lại tại đây nha quý anh chị và các bạn. Chốt lại cái đoạn đầu này. Là đầu tiên nhất là Đinh Lan được người ta trả nợ cho 100 triệu. Mà ở đây mình không thấy là Đinh Lan kinh doanh hay làm bất kỳ cái gì. Nhưng mà không hiểu là người ta nợ Đinh Lan là nợ cái tiền gì. Nha quý chị và các bạn. Đó, đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là Đinh Lan ở trong nhà suốt hơn 2 năm qua chỉ có nghiên cứu về sách luật và dược liệu để làm trang YouTube về nông nghiệp. Và 22 giờ 30 phút tối là tắt chuông điện thoại đi ngủ. Đó. Thì mình không nhìn thấy Đinh Lan nói là kinh doanh rượu gì hết nha quý anh chị và các bạn. Không có kinh doanh gì ở đây, chỉ ở trong nhà đọc sách, nghiên cứu về luật và dược liệu thôi. Không thấy làm gì hết. Mà Đinh Lan có làm YouTube đó quý anh chị và các bạn. Ngày nào Đinh Lan cũng lên trang YouTube hết á. Có làm thêm YouTube, nhưng mà ở trong đây Đinh Lan không có nói. Rồi một cái nữa là Đinh Lan nói là 2011 tới 2014 là Đinh Lan sống ở Lào và Đinh Lan có người yêu ở Lào 12 năm. Đó, nội dung là cái phần đầu là như thế thôi nha quý anh chị và các bạn. Rồi, mình vào cái đoạn thứ hai nha quý anh chị và các bạn. Cái đoạn thứ hai này nó sẽ nói lên cái phần đầu Đinh Lan nói không chính xác. Đó, bây giờ mình sẽ vạch trần cái đoạn thứ hai này để quý anh chị và các bạn thấy. Này, cái đoạn thứ hai là Đinh Lan đưa cái phiếu chuyển tiền là nhận 100 triệu đồng. Thì ở đây cái phiếu chuyển tiền đúng là nhận 100 triệu đồng. Nhưng cái Đinh Lan nói là Đinh Lan nhận được tiền. Tại sao cái tên người thụ hưởng Đinh Lan không để nguyên? Mà Đinh Lan che cái tên người thụ hưởng lại. Đây là một cái bất thường nha quý anh chị và các bạn. Cái đó là cái bất thường thứ nhất.
Cái bất thường thứ hai là tài khoản thụ hưởng. Thì ở đây mình không nói được cái tài khoản Đinh Lan giấu cái số là ok, không có sao cả. Cái mã giao dịch thì để nguyên. Cái mã giao dịch là 34148902284 là để nguyên. Cái phần nội dung là Đinh Thị Lan chuyển tiền. Thì chỗ này là cái chỗ mà bất nhất nè quý anh chị và các bạn. Cái phần mà tên người thụ hưởng thì Đinh Lan che lại, không để tên người thụ hưởng. Thì ở đây có thể không phải tên của Đinh Lan thụ hưởng thì sao? Đúng không quý anh chị và các bạn? Nếu như Đinh Lan là người thụ hưởng thì mắc cớ gì phải che đi cái tên của người thụ hưởng lại? Mà cái nội dung chuyển tiền thì để nguyên là Đinh Thị Lan chuyển tiền. Đây là một cái sự bất nhất. Quý anh chị và các bạn từng chuyển tiền cũng biết cái chỗ nội dung này á, là khi mình chuyển tiền cho ai, là mình để mình chuyển tiền, thì cái phần nội dung này nó hiện cái tên của mình lên, và cái tiền chuyển đi đó là chuyển cho ai, và cái nội dung là làm cái gì đó. Đúng không quý anh chị và các bạn? Thì ở đây còn nội dung ở đây là Đinh Thị Lan chuyển tiền, chứ không nói là chuyển tiền gì, làm cái gì cả. Thì ở đây chắc chắn là Đinh Thị Lan chuyển tiền đi, chứ không phải là Đinh Thị Lan nhận được tiền. Đó. Thì cái mấu chốt chỗ này, mình muốn nói chỗ này là Đinh Thị Lan ở trong cái tab cộng đồng này là Đinh Thị Lan đang là bất nhất. Và Đinh Thị Lan đang muốn dùng 100 triệu này để tẩy trắng cái số tiền mà Đinh Thị Lan đã sử dụng suốt trong 2 năm qua. Đúng không quý anh chị và các bạn? Thì ở đây mình đặt ra câu hỏi cho Đinh Lan. Trong suốt hơn 2 năm qua, em sử dụng tiền gì? Tiền của em để dành, hay là tiền tiết kiệm của em, hay là một cái tiền nào đó vay mượn ở đâu đó để sử dụng trong hơn 2 năm qua, với số tiền là hơn 1 tỷ đồng. Và em đăng lên cái tab cộng đồng này, để lên cái phiếu chuyển tiền này, 100 triệu đồng này, ý định của em là gì? Rất mong Đinh Lan nhận được cái video này, nhận được cái câu hỏi này, Đinh Lan đăng lên tab cộng đồng, trả lời giùm anh, nha Đinh Lan. Nội dung của mình đến đây cũng xin tạm dừng quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem hết video. Kính chúc quý anh chị và các bạn ngày mới sức khỏe, bình an. Quý anh chị và các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Trinh nha. Đăng ký kênh, bấm chuông và like. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.